Clip ngày hôm nay thì nó không như những clip trước đây mà Rankitor đã từng làm, mà Hoàng đã từng làm. Đây sẽ là một clip tâm sự với các bạn, các anh chị về cái việc mà chạy trên tài khoản quảng cáo nào khi mà đi thuê agency. Thì sáng ngày hôm nay á, Hoàng có gặp một khách hàng, là khách hàng có nói rằng là có thuê một bên kia chạy khoảng tầm đâu đó được một tuần rồi nhưng mà không có hiệu quả. Thì Hoàng mới hỏi rằng là cái một tuần này anh chạy á, thì anh chạy ở trên tài khoản quảng cáo cá nhân của anh hay là anh chạy ở trên tài khoản agency? Thì cái khách hàng này mới nói là chạy trên tài khoản của bạn ấy, và hàng tuần thì bạn ấy chỉ báo cáo lại rằng là chạy hết bao nhiêu tiền và ra được bao nhiêu khách thế thôi. Nhưng mà nguyên một tuần đốt hết khoảng tầm độ mấy triệu á, mà chỉ ra được có 3-4 khách à, 3-4 tin nhắn thôi đó ở trên Facebook á. Mà cái khách hàng này của Hoàng á thì lại chạy giày thể thao, rồi chạy mấy cái sản phẩm về bên đồ gymer á. Thì Hoàng mới thấy thắc mắc, Hoàng mới thấy anh hỏi rằng là ủa chứ anh không được join vào trong cái tài khoản quảng cáo để anh có thể anh coi được cái chiến dịch, anh có thể anh coi được cái cách mà bạn ấy chạy ra làm sao và quản lý cái dòng tiền mà bạn ấy đã chi tiêu hả? Thì khách hàng mới nói là không được, bạn ấy nói rằng là vì lý do này vì lý do kia cho nên không có cho được join vô, cũng không có được chụp màn hình luôn. Thì lúc này Hoàng mới suy nghĩ, Hoàng mới bảo rằng là có thể rằng là bạn ấy đang không chi tiêu tiền của anh. Có thể là bạn ấy đang không chi tiêu tiền của anh. Bởi vì lý do là vì nếu như trong trường hợp mà chạy chính thống thì không có lý do gì mà lại đi che giấu khách hàng cả. Thực ra thì cái câu chuyện mà chạy khi mà thuê một cái bên đơn vị chạy quảng cáo, chạy trên tài khoản quảng cáo của khách hàng hay là chạy trên tài khoản quảng cáo của agency, điều đó là hết sức bình thường. Thực ra bên nào cũng được hết á, tài khoản bên nào cũng được hết. Nhưng mà nó sẽ có những cái trường hợp như sau. Nếu như mà chạy trên tài khoản agency thì sao, mà chạy trên tài khoản của khách hàng thì sao? Nếu chạy trên tài khoản của khách hàng thì khách hàng sẽ tự nạp tiền vào trong cái visa của họ, tức là trong cái thẻ visa của họ, visa debit của họ ấy, để họ tự trả phí, tự chi trả với bên Facebook hoặc là bên Google luôn. Và họ cũng có thể tự quản lý được cái chiến dịch của họ, xem thử là agency đã chạy được cái gì ở trên đó và đã chi tiêu được bao nhiêu tiền trong đó và có hiệu quả hay là không, mà khách hàng đến nó có thật hay là không. Còn nếu mà trong trường hợp mà chạy trên cái tài khoản của agency á, thì với điều kiện đó là ngân sách cực kỳ lớn, ví dụ như vài 300 triệu hay là đốt khoảng tầm độ vài 30 triệu một ngày chẳng hạn vậy, thì mới nên chạy. Với lý do vì sao vậy? Bởi vì tài khoản agency thì nó sẽ bao giờ nó cũng ổn định hơn, nó sẽ có một cái đường line nó support riêng với lại bên Facebook hoặc là bên Google, cho nên chính vì vậy á thì khi mà chạy á nó sẽ ổn định hơn. Còn nếu mà tài khoản quảng cáo cá nhân mà chạy á thì nó lại dẫn đến một cái trường hợp đó là nó sẽ rất dễ bị chết tài khoản hoặc rất dễ bị vô hiệu hóa khi mà đốt một cái lượng ngân sách khá là lớn. Còn nếu mà chỉ đốt ngân sách khoảng tầm vài 300 ngàn cho đến vài triệu một ngày thì bình thường, cái chuyện đó bình thường, chạy trên tài khoản nào cũng như nhau. Có một cái điều mà Hoàng muốn nói với các anh chị này nè, khi mà các anh chị đi thuê tài khoản quảng cáo á, là tuyệt đối đừng bao giờ đi nghe các agency nó nói rằng là hoặc là các cái bên chạy quảng cáo nó nói rằng là chạy tài khoản của agency nó sẽ hiệu quả hơn chạy khi mà chạy tài khoản của khách hàng hay tài khoản của cá nhân. Không bao giờ có cái chuyện đó, tài khoản nào cũng phân phối như nhau cả mà thôi. Chẳng qua ở một cái điều như thế này nè, chẳng qua một cái điều đó là tài khoản nào thì khó bị hạn chế hoặc là khó bị khóa hơn cái tài khoản nào mà thôi. Bởi vì như vừa nãy Hoàng có nói đó là tài khoản agency á, thì nó sẽ khó bị hạn chế hơn. Vậy thì quay trở lại câu chuyện là khi mà bắt buộc rằng là phải chạy trên tài khoản agency thì sao? Thì theo luật của Facebook và theo luật của Google mới hiện tại bây giờ, hiện hành bây giờ là mỗi một tài khoản quảng cáo phải chạy cho một website và chạy cho một fanpage và chạy cho một ngành hàng khác nhau. Một tài khoản quảng cáo mà nếu như trong trường hợp mà chạy nhiều ngành hàng khác nhau á, thì điều đó kiểu gì thì kiểu tài khoản đó cũng sẽ bị khóa và cũng là bị vô hiệu hóa, bởi vì đó là luật mới của Facebook và Google rồi. Cho nên nếu như mà agency nào nó nói với anh chị rằng là không thể chụp màn hình hoặc không thể cho anh chị vào trong cái tài khoản quảng cáo đó để mà xem á, thì bởi vì là có rất nhiều cái chiến dịch khác của khách hàng ở trong đó rồi vân vân mây, thì thực ra đó là đang nói dối. Nói chung là tốt nhất là anh chị đừng nghe. Khi mà anh chị chạy quảng cáo, anh chị phải biết được cái dòng tiền của mình nó đang ở đâu và đang được làm cái gì. Bởi vì nếu mà anh chị không quản lý được cái dòng tiền của mình, không quản lý được cái chiến dịch của mình á, thì một cái điều hiển nhiên đó là có thể rằng là cái agency đó đang chạy, hoặc là cái bạn freelance đó, cái bạn chạy quảng cáo đó, bạn ấy đang chạy trên một cái tài khoản quảng cáo có ngưỡng, bạn ấy chạy xong rồi bạn ấy bùng tiền, tức là bạn ấy không trả tiền cho cái tài khoản quảng cáo ấy. Và khi mà bạn ấy bùng tiền như vậy rồi á, thì khoảng tầm độ quá 3 tháng mà không chi trả tiền á, thì cái fanpage của anh chị á, cái fanpage mà các bạn ấy chạy quảng cáo cho anh chị á, sẽ bị thiệt. Nghĩa là sao? Có nghĩa là bị vô hiệu hóa quảng cáo luôn, hoặc là bị cấm cửa, hay là bị như thế nào đó tùy, hoặc là bị website sẽ không được, bị vô blacklist, sẽ không được chạy quảng cáo, không được chạy quảng cáo. Thì đó là những cái hại đó, hoặc là bạn ấy
hoặc là bạn ấy cố tình chạy gian, tức là thay vì gửi cho bạn ấy 10 triệu để bạn ấy chạy trong một tháng thì bạn ấy chỉ có chạy 5 triệu thôi, bạn ấy chạy 5 triệu thôi, bởi vì cái trò này là cái trò mà rất nhiều các freelance rồi các rất nhiều các agency núp bóng kiểu supplier đồ này kia các kiểu để mà ăn tiền của các anh chị. Mà thật ra hoa hồng phí á, có hồng phí nó được gọi là cái phần booking phí á của ngoài thị trường á, thì nó dao động khoảng tầm từ 5-10%, của bên Hoàng là 20%. Lúc mà khách hàng họ hỏi rằng là ủa tại sao bên em 20% cao quá vậy mà bên kia có 50% thôi, thì Hoàng mới hỏi lại là ủa nếu mà 5-10% á thì có phải rằng là anh chị phải chạy trên tài khoản của bên họ đúng không? Đúng rồi. Vậy thì anh chị có được chọn vào để anh chị xem được cái tài khoản quảng cáo của anh chị chi tiêu hết bao nhiêu tiền như thế nào không? Không. Thì rõ ràng thôi, bởi vì họ đang ăn bớt tiền của anh chị mà. Nó rất nguy hiểm anh chị, thực sự rất nguy hiểm. Cho nên các anh chị và các bạn phải để ý cái chuyện này, để ý chuyện này. Mặc dù cái 5% hay 10% hay 20% ban đầu nó không có bao nhiêu hết, nhưng cái hậu quả về sau nó mới thực sự nó quan trọng. Cho nên cái câu chuyện mà đắt hay rẻ nó ở đằng sau ấy. Đằng sau nó khá là quan trọng, nên khi mà các anh chị mà chạy quảng cáo á, kỳ quảng cáo các anh chị phải hỏi rõ rằng là chạy ở trên tài khoản bên nào. Nếu chạy tài khoản agency, ok, chạy cũng được, không sao, chạy tài khoản bên bạn cũng được, không sao. Nhưng mà chúng tôi phải được chọn vào trong cái tài khoản đó để chúng tôi theo dõi cái tài khoản đó, xem các anh chị chạy như thế nào, rồi có phải có góp ý, rồi cũng phải xem thử xem anh chị chi tiêu tiền của chúng tôi như thế nào chứ đâu có thể nào mà tôi gửi tiền cho anh chị mà chúng tôi không thể biết được là các anh chị chi tiêu như thế nào đâu, đúng không? Rồi nếu mà chạy bằng tài khoản của chúng tôi thì yêu cầu cái quyền truy cập vào trong cái tài khoản, rồi chúng tôi duyệt cái quyền đó, rồi anh chị thực thi ở trên cái tài khoản của chúng tôi, vậy là xong. Nhớ nha, đừng có nói rằng là chạy trên tài khoản agency thì agency sẽ được hoa hồng rồi kia, không được chiết khấu gì hết á, không có được cái gì hết á. Vấn đề ở đây là nếu mà có muốn chạy trên tài khoản agency thì khi mà link vô cái BM hoặc link vô cái doanh nghiệp của bên agency đó thì agency đó đã cũng đạt được hưởng rồi. Cho nên là các anh chị đừng có tin những cái lời viễn vông theo kiểu dạng như vậy. Bởi vậy cho nên Hoàng mới nói rằng là các anh chị không muốn làm cái gì đi chăng nữa thì các anh chị cũng phải biết có tìm hiểu chút ít, có tìm hiểu ít nhiều một cái phần nào đó, chứ nếu không thì rất là dễ bị lừa. Giống như khách hàng sáng nay của bên Hoàng vậy thôi, đó 3,5 triệu một tuần mà ra được có 4 tin nhắn, mà trong khi đó chạy quần áo đó nha, chạy mặt hàng thời trang đó chứ không phải là chạy về bất động sản hay cái gì chứ đâu. Kể cả bên Hoàng chạy bất động sản là cho Novaland hay là cho Vinhome hay là cho những cái mặt hàng về biệt thự biển đi chăng nữa thì 3,5 triệu cũng 4 tin nhắn là quá cao, cực kỳ là quá cao. Cho nên là lời khuyên thực sự với các anh chị là hãy tỉnh táo khi làm việc với các agency. Không nhất thiết phải là bên Hoàng, cũng không nhất thiết phải là bên này bên kia, nhưng mà khi mà anh chị làm thì anh chị phải nắm được đằng cán, chứ anh chị không thể nắm được cái đằng lưỡi của con dao. Chứ nếu không á, là sau này anh chị sẽ thấy rằng là anh chị sẽ chịu thiệt rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Rồi thì cái buổi clip, buổi chia sẻ, buổi tâm sự ngày hôm nay nó đến đây thôi, nó không có kịch bản, cho nên thành ra là nó hơi lủng củng, mong anh chị bỏ qua. Do là Hoàng cũng đang bức xúc khá là nhiều cho khách hàng của Hoàng, nên là Hoàng cũng muốn chia sẻ luôn, mong là anh chị có thể phần nào đó có thể tháo gỡ được toàn bộ tất cả những cái khó khăn trước giờ của mình, không có loay hoay trong những cái câu chuyện mà phải đi thuê agency, rồi phải thuê như thế nào, rồi cứ bơm tiền cho nó, bắt đầu cứ ngồi đợi hết ngày này qua tới ngày kia để mà đợi kết quả, xong rồi đến khi mà đến kết thúc hợp đồng không có kết quả thì thôi, đừng ai đấy đi. Thì đó không phải là cách làm của người thông minh trong kinh doanh, nên là mong rằng là anh chị sẽ rút được kinh nghiệm và rút được bài học một cái gì đó, một cái bài học xương máu nào đó trong cái clip này ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.